giặc, chí là sự tan bài. Thì cái bài ai là chí thị á, thì chúng ta nói hết lên cái tâm trạng của ngài đang sắp đặt những gì mà ngài muốn nói. Chúng ta đọc cái câu cuối là cùng no bốn biển một cha thôi, bỏ những khói hương với tập tội, trên có mặt trời sao hai thế, dưới đầy cơ máu lợi gì thôi. Thì cũng đã nói lên rõ cái câu là sắp màn cả ký đó vậy, là thầy cũng sắp lên cái đời cũng có thích đích và chọn lựa những đấng tu hành cao quả để bay xuống chức vị chức ngôi, người có được thiện căn để giáo truyền đại đạo, để chúng con phân thứ cái cuộc vào đường như vậy có chưa em. Thì cái câu đầu là sắp màn cả ký đã nói lên hết những cái hoài bỏ của thầy, những tâm tư của ngài đối với chúng sanh. Nên câu đầu là cảm bấy lòng ta nội thẹn thùng, cảm bấy đây là bởi cảm là sự hoài cảm, thương thương cảm rồi cảm bấy, rồi gọi cảm bởi, cảm bởi lòng ta, lòng ta là lòng được quan gì, lòng ta đây là ấy nói cho lòng thầy nội thẹn thùng, nói này nói niềm ở đây là thứ tư thẹn thùng là sự thẹn thùng. Nhưng mà cái thầy thẹn thùng như thế nào vậy? Thì thẹn thùng với một cái số phận của ngài chứ không phải thẹn thùng với chúng sanh cái gì. Ta phải hiểu rõ như này. Thì cảm mấy lòng ta nổi thẹn thùng là đức thầy thương cảm của ngài đối với chúng sanh và buồn tủi số phận. Khi đức thầy bị người pháp lưu cư tại nhà thương chủ quán, đó là cảm mấy lòng ta nổi thẹn thùng. Đó là câu thứ nhất. Đến câu thứ hai, sắp màn cảnh trí chữa nên khung. Sắp màn là sự sắp đặt cái màn lớp, cái cảnh trí là sự an bài. Chữa nên khung là chữa là chưa, nên khung là chưa thành khuôn khổ. Tại vì khi trong bước chương trương truyền đạo, ngài đã bị những sự gian trung, nào là những người ghen ghét, nào là lập pháp mưu đồ hãm hại ngài, cho nên thân xác của ngài phải tạm ở nhà thương chợ quán lúc mấy giờ. Thì ngài mới nói lên cái tâm trạng của ngài là tóc màng cảnh trí chữa nên khung, là thầy dùng một cái đạo để sửa đổi một cuộc đời, sửa đổi những bá tánh làm những điều xấu xa mà trở về cái khuôn khổ của đạo lý, nhưng mà chưa được gì, tại lúc bây giờ còn đang khóc nạn, những ngài chưa làm được cái chuyện này. Hay là hẳn nhận đợi thời cơ thành thế gì gì đi. Câu là sắp màn cảnh trí chữa nên khuôn là cái sự sắp đặt của ngài chưa được thành công trong khi bị pháp nạn người pháp. Đó là câu thứ hai. Đến câu thứ ba, đó là chúng sanh lỡ bước ngơ bờ đến nhân loại tầm đường ngát bụi du. Hai cái giới chúng ta nghe đọc giống cái gì? Chúng sanh là nhân loại. Thì chúng ta nếu mà quý vị tiền quái á, thì có dịch ra những cái văn tự, nhưng mà về mặt phần tiếng Pháp á, thì chúng ta hiểu, hiểu gì chúng ta nên nói cái đấy, thì chúng ta hiểu đâu thì chúng ta nói tới đó. Thì hai câu này là chúng sanh lỡ bước ngơ bờ bến. Thì chúng sanh đây là cái chỉ cho tất cả chúng sanh trong quả địa cầu này, nó gồm có nõn thai khắc quá. Mà Đức Thầy nói lên là chúng sanh đây là một loại hữu tình, ý chỉ cho người chúng ta. Chúng sanh lỡ bước, lỡ đây là lỡ dở vậy. Lỡ bước là một cái sự bước tới mà chúng ta bị lỡ dở đó. Nửa bước tới và nửa bước lui. Như là một câu nói là tiến thối lưỡng nan đó. Thì chúng sanh lỡ bước ngơ bờ đó. Ngơ là sự ngẩn ngơ, bờ là cái bờ để chúng ta bước qua bên ngoài bên kia, gọi là cái bờ bến. Vậy thì sao? Đó là những đó là cái phần chúng sanh. Thì theo ý chúng tôi đó, chúng sanh lỡ bước ngơ bờ bến đây là nói lên cái người mà họ đang có sự tu tập. Thì gặp những cái sự biến cố của cuộc đời thì họ đành thói chí nản lòng, rồi họ muốn bỏ lỡ dở hết, có khi họ muốn bỏ đạo đi. Chúng ta ngơ là ngơ nè, không biết cái bờ bến. Chúng sanh lỡ bước ngơ bờ bến, ý nói cho người đã tu tập
và có sự nản lòng đối với đạo, gọi là chúng sanh lỡ bước ngơ gần đó. Thì có câu còn hay nói là có những đệ quay đầu bỏ cuộc đó, dù đường tu đã bước bao năm nhưng vì thiếu tự tính tâm cho nên mới bị đời làm bỏ tu. Những hôm sớm công phu từ trước, khác nào cây thường được tứ tăng, đến ngày có trái sắc an, tự tay người nở chặt phân cỏ cành, coi hai chữ tu hành quá ghẻ là đường tu của kẻ đời nay. Có tu cũng chỉ bề ngoài, ít ai mà chịu tu ngay trong lòng. Thì dạ, chúng sanh lỡ bất ngơ vào bến, thằng đó là cái chỉ cho người đã bước chân vào đạo mà có chí nản lòng. Thầy nói là tu theo nước lớn, rồng bè thả trôi. Đó là cái câu chúng tôi nghĩ thế mình nói vậy. Thì cô nãy thì sau này có gì cũng bổ chính thêm. Cái câu thứ ba, đến câu thứ tư là nhân loại tầm đường ngắn bụi chuông. Đó, ấy cũng chỉ cho con người chúng ta, nhân loại ý chỉ cho tất cả người ở trên quả địa cầu này. Nhưng tầm đường thì ý tôi nghĩ là tầm là tìm con đường tu hành. Đó, ngán là sự ngán ngại, sợ hãi. Bụi chuông đây là tất nhiên là những cái chúng ta thường đi gần, chúng ta thấy thường cũng sợ dây chuông đó, cái nhau chắc qua đi qua lại gì này, và chúng ta khó mà đi. Thì nhân loại tầm đường ngắn bụi chuông là ý chỉ cho người muốn tu tập nhưng mà sợ khổ khó cho nên không muốn tự tu hành. Vì thì câu trên là người đã bước vào tu tập, và câu dưới là những người muốn tu tập nhưng mà ngán cái sự khổ khó, cho nên lỡ vợ không muốn là nàng là thối chí nặng lòng. Cho nên là nhân loại tầm đường là tìm con đường nhưng ngán của chúng. Con đường đây là con đường muốn tìm con đường tu hành nhưng mà ngán đi, ngán sự khổ khó. Hai người này cũng nói là những người mà họ không đủ ý chí. Đến cái câu thứ năm đó là tạo hóa khiến đời mang sông khổ. Tạo hóa đây là cái sự, theo tôi hiểu đây là cái sự nhân quả gì? Tạo hóa là sự nhân quả. Thì tạo hóa khiến đời, khiến là nó sự khiến xui, nó khiến là nó xui khiến cho mình tới làm gặp những cái chuyện gì, gọi là khiến đời. Khiến đời là khiến cuộc đời mình phải mang cái sống khổ. Thì tất cả những người chúng sanh khi mà đã xuất hiện tại quả ta bà này thì phải chịu cái định lực của tạo hóa, đó là nhân quả, không ai có thể thoát được khỏi dòng nhân quả. Nếu mà chúng ta có tu thì chúng ta sẽ để chuyển được nhân quả cái gì, chúng ta không thể nào thoát khỏi nhân quả, chúng ta chuyển là được nhân quả. Chẳng hạn chúng ta có tu thì gặp cái nếu gặp cái quả xấu thì chúng ta chuyển lại quả tốt. Đó là để nói về vấn đề của đạo Phật, là chúng ta tự mình chuyển nhân quả từ cái nhân quả xấu thành cái quả nhân quả tốt. Còn nói về cái các nhà mà triết học đó, thì họ nói khi chúng ta sanh ra ở trên đời này chúng ta sẽ có một ngôi sao gọi là sao tử vi. Thì một cái ngôi sao này hàng ngày chúng ta sống thì nó sẽ có một cái luồng ánh sáng để mà chói gọi vào cái ngôi sao đó. Nếu chúng ta làm tốt thì ngôi sao đó sẽ sáng chói, nếu chúng ta làm xấu thì ngôi sao sẽ mờ u và mất đi. Đó là định lực của những sự về chiêm tinh. Chúng ta nói là ngôi sao cũng hạn đó, nó cũng gây ra gì đó, người ta hiểu lầm cũng không phải là hết được, mà chúng ta phải làm thực hành để chuyển hóa cái ngôi sao đó. Chúng ta hay nghe là Tết đó, đi cúng sao là giải hạn kia rồi mấy ông sư lại lên cúng. Nó hình như nằm ở bên thông thiên học. Thì đây, tạo hóa khiến đời mang sống khổ là chúng ta có mặt ở thế gian này, chúng ta phải chịu cái định lực của nhân quả. Tạo hóa ý để chỉ cho sự nhân quả mang sống khổ và sự khổ khó. Ai cũng khổ vậy, người trời cũng khổ mà người thúc.
đời thì khổ nhiều, tu khổ ít. Nhưng mà khổ thì từ từ nó qua, còn đời khổ thì nó khổ luôn. Tại vì người đời họ không có sự chuyển hóa, còn người tu chúng ta có sự chuyển hóa, thì sự cầu nguyện thì hàng ngày nó sẽ giảm bớt, giảm bớt. Đó là cái định lực chung của tạo hóa, ai phải chịu. Đó là câu thứ năm. Đến cái câu thứ sáu, đó là đất trời xui đạo bị dâu lùn. Đất trời đây tất nhiên là cha trời và mẹ đất, có cái gì xui là cái sự xui khiến tới. Cái đạo đây là con đường, đạo quan thể, đạo đi đến tuyệt đối, ý chỉ cho đạo Phật. Bị dâu lùn thì phải chịu. Dâu lùn đây là cái sự gì, sóng gió của cuộc đời, bóp nạn cái gì. Thì tại sao mà cái câu mà đất trời xui đạo bị dâm luộc, không lẽ ông trời không làm cho cái đạo bị nặng hay không? Chúng ta phải có sự nghiên cứu kỹ vấn đề này. Thì đất trời xui đạo bị dâm luộc cũng ý chỉ cho sự định lực của thiên nhiên trời đất. Thì khi mà được thầy nhận năm thức lệnh xuất trần rồi đó, thì chúng tỷ thầy mở đạo tại Hòa Hảo, các nước Việt Nam này. Thì trong lúc bây giờ thì có cái nạn kiếp là người Pháp xâm chiếm, làm cho đất nước Việt Nam mất đi cái chủ quyền, có người rất là đau khổ. Nhưng mà Đức Thầy nói là đất trời xui đạo của những luồng, đó là một cái nạn kiếp, cái nạn kiếp của chúng sanh và đất nước Việt Nam phải chịu. Thì Ngài cũng xuống đây để mà hy sinh cái tấm thân này khổ khó với chúng sanh để mà Ngài ra đời giải đạo. Hiểu câu là thầy nói là trong những tiền kiếp đó giúp ta nâng cậy tu hành, nên giúp chốt này đấy đó, khác lại tiết chi thân phật tục. Thì Đức Thầy cũng vì một cái nợ thức ăn mà trở lại, để trả lại cái tròn hạnh nguyện của Ngài với chúng sanh. Thì đất trời xui đạo bị giống luồng, tất nhiên là bị người Pháp tìm kẹp làm khổ khó, cũng ý chỉ cho sự định lực của tạo nhân quả mà thôi, khiến xui vậy đó. Chứ không phải là ông đất nại trời mà làm cho cái đạo là hại cái đạo cái gì, không phải vậy. Đó là định lực thôi. Thì câu thứ bảy đó là u hoài tưởng lại thăng lưu lạc, u hoài sự u buồn hoài tưởng lại, tưởng là nhớ lại đó. Thăng lưu lạc là thăng qua vậy, thăng của Đức Thầy. Tại vì Ngài viết cái bài này trong nhà thương chỗ quán, Ngài đang bị lưu đày lưu cư, là tìm cách để giết Ngài, gọi là u hoài tưởng lại thăng lưu lạc. Lưu lạc là trôi dạt khắp nơi cái gì. Chúng ta thì quý vị vừa không gài quý vị kể về cái cảnh mà nhà thương chợ quán đó, rất là đau khổ, dơ giấy này kia rồi ha, giờ cắt là không tối. Vì thì u hoài là sự nhớ lại thăng của Ngài lúc bấy giờ còn bị lưu lạc nơi xứ xa, không đủ điều kiện để mà truyền đạo. Chúng ta đọc cái này chúng ta cảm thấy xót thôi. Trung nhà thứ này, cái gì? Rừng thẳm khát khao, kiếm là tìm, suối nguồn là cái nguồn suối mát đỡ khát. Trong khi rừng thẳm gọi là rừng thẳm khát khao, kiếm suối nguồn. Vậy thì Đức Thầy ví dụ cái câu này là câu kết gì? Tại vì câu này là câu kết của cái trong cái bài, trong cái đoạn thơ này, đó là câu kết để nói hết về cái tâm trạng của Ngài là rừng thẳm khát khao kiếm suối nguồn. Lời Thầy diễn tả chúng ta cũng như một trong một cái sự tâm tối của một cái khu rừng, chúng ta đi lạc tại đó chúng ta không biết đường ra. Mà Thầy nói là nay rừng bụi có người mở ngõ thì nói theo dấu thỏ đàn dê. Vậy thì Đức Thầy ví dụ chúng ta như là tâm chúng ta tâm tối như cái trong cái đường thẳm đó, chúng ta khát khao mong mỏi cái suối nguồn đây là ý chỉ cho cái đạo Phật suối pháp. Thầy nói là nước ma ha tưới tắt lòng phàm, đây là ngõ sang trong bài này sẽ rất là gì nước thần gì mà nước tiên thắng, nước suối tiên thắng đổ ra cuồn cuộn, chài cuộn lòng gieo giống nữa. Vậy thì
cái suối nguồn đây là ý chỉ cho giáo pháp của đạo Phật và gần thẳm khát khao ý chỉ những chúng sanh, mà ngài cũng nói là chúng sanh như một gần thẳm cần cái giáo pháp để tưới gọi, để cho tỉnh thức mà tìm con đường giác ngộ để tu hành, để chăm sóc đời này hết khổ và muôn kiếp đời sau cũng hết khổ. Thì còn một câu đoạn thơ này, Đức Thầy nói lên cái sự tâm trạng của ngài đối với chúng sanh, và nói lên con người chúng sanh phải mang một cái định lực của nhân quả, thì phải nhờ cái ngọn suối pháp để mà ngửa gọi và bớt đi sự đau khổ, để mà chuyển hóa cái nhân quả xấu thành nhân quả tốt, để chúng sanh tu tập và tu hành. Thì tôi vừa tóm tắt tấm câu thơ trên, có gì cũng mong quý vị là bổ chứng thêm. Trước khi dứt lời cũng chúc toàn thể chư đồng đạo lúc nào cũng mạnh lành, chúc mừng sáng suốt. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ viết cho thầy Thái lên rồi, thầy Thái có ý.